Thiết định con đấy nhung ra đúng không? Ừ. Chuẩn. Từ từ à? Ăn thịt canh đã. Ừ. Thịt canh dê. Cho ăn thịt canh dê đi cho. Lần đầu tiên của trong đó. Bên nào cũng không biết à? Khờ. Đây là lẩu, lẩu dê mọi người. Tỏi đây. Cà cùn dưới rau á. Dưới rau này có cà củ to ba chỏ đây. Đi bò tỏi quá ăn. Dê đã được thổi lửa rồi. Quay thọ. Đi vô trong nhà. Cầm đi. Cái cặp thì to gần bằng người rồi hả? Ra cặp đi là mình tự mua à? Hành múa à? Hả? Dạ cô lên bên này. Không ăn à? Dạ cô ăn chào lươn. Rất là ngon. Cả nhà ăn chào lươn. Mình sẽ ăn súp lươn. Con mình cũng ăn súp lươn. Chị em ta ăn súp lươn này, em mua ra. Wow, phải để tiêu của mình ngon đó.
Chúc luôn đi làm bánh mì này. Trong vòi máy xa cái này. Tiêu. À, dạ, cảm ơn. Chúc luôn. Về đi rồi. Bình tiết sáu. Thôi là đi chứ. Dạ dạ, cô đi check in. Vào đây. Làm ơn gì? Điều kiện Việt Nam. Việt Nam đã về. Bốn thịt nướng, nem lùi. Đi